Thưa quý vị, nhằm thực hiện nghiêm chỉ thị số 11 ngày 8 tháng 12 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế hết quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành công văn số 1399 ngày 22 tháng 12 năm 2021 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đồng thời, ngày 12 tháng 1 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã ban hành chỉ thị số 01 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo mọi nhà, mọi người được đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, chỉ thị số 01 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nêu rõ, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, phường, xã và các cơ quan đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, chỉ thị số 12 ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Kế hoạch số 07 ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Tổng cục Quản lý Thị trường cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết. Chấp hành nghiêm túc các quy định nghỉ Tết của nhà nước, có kế hoạch trực lãnh đạo và trực bảo vệ trong dịp Tết, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh, cố gắng xử lý dứt điểm đơn thư, khiếu kiện của các tổ chức, công dân, không để tồn đọng trước Tết đối với các trường hợp có thể giải quyết dứt điểm. Không tổ chức thăm chúc Tết các địa phương, đơn vị, nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên, không sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết. Hạn chế tối đa tổ chức các hoạt động tập trung đông người, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và tổ chức các lễ hội đúng quy định, hướng dẫn về công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo các hoạt động lễ hội vui xuân kỷ niệm ngày truyền thống, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương. Đảm bảo tốt nhất công tác an sinh xã hội và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác phòng chống dịch. Trong này có mấy ngành mà quan trọng này. Thứ nhất là ngành y tế này. Đó này, phải cụ thể. Thứ hai là ngành lao động thương binh. Thứ ba nữa là công an. Thứ tư là ngành công thương. Thứ năm là ngành văn hóa. Đó này, các đồng chí là đó là về đời sống vật chất, đời sống tinh thần. Ưu tiên số 1 vẫn là công tác phòng dịch. Đặc biệt là ngành công an trong cái dịp Tết này là cũng phải đảm bảo về an ninh, công an thành phố và các địa phương, chúng ta phải làm tốt cái việc này. Đến thời điểm những ngày áp Tết này, theo đánh giá chung của lãnh đạo thành phố, thì các ngành, đơn vị, địa phương, các hội đoàn thể đã triển khai các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng một cách chu đáo, hiệu quả. Trong đó, đáng chú ý là trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, làm ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động đón xuân vui Tết của các tầng lớp nhân dân, nên lãnh đạo thành phố và các ngành chức năng cũng tập trung nhiều nguồn lực để đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết an toàn, lành mạnh. Các công tác an sinh xã hội, chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, công tác đấu tranh chống đầu cơ, tích trữ hàng, tăng giá, gian lận thương mại được thành phố tổ chức thực hiện thường xuyên và sát tình hình thực tế địa phương. Đặc biệt với tình hình các ca F0 vẫn ở mức cao mỗi ngày, thành phố chỉ đạo các ngành địa phương quyết liệt bám sát diễn biến dịch COVID-19, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và điều trị bệnh thích ứng trong tình hình mới, không gây hoang mang, xáo trộn nhiều trong đời sống người dân, nhất là thời điểm chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Các địa phương chúng ta ở trong một cái trạng thái không chủ quan, không lơ là và chủ động nắm bắt tình hình và thực hiện nghiêm các cái công tác, các cái biện pháp phòng chống dịch mà chúng ta đã đưa ra trong thời gian từ trước đây và phát huy hết cái vai trò của tổ COVID cộng đồng
trong cái đợt này để chúng ta tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm cái việc 5K ở trên địa bàn của mình. Như mọi năm, trong các chỉ đạo về tổ chức Tết từ trung ương đến địa phương, thì việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được quan tâm hàng đầu. Đối với thành phố Đà Nẵng, việc triển khai chu đáo các công tác này không chỉ là hoạt động quan trọng trong mỗi dịp Tết đến xuân về, mà đó còn là thực hiện hiệu quả chương trình thành phố 4 An. Năm nay, theo chỉ đạo của thành phố và Bộ Công an, lực lượng công an thành phố và công an các địa phương, các ngành chức năng liên quan ra quân sớm nhằm kịp thời thiết lập, phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, giúp người dân thành phố đón một cái Tết an bình. Qua nhiều năm cho thấy, trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết luôn diễn biến phức tạp, khó lường khi lưu lượng người, phương tiện cá nhân tham gia giao thông tăng cao. Trong khi đó, hiện tượng uống rượu bia, điều khiển phương tiện giao thông khá phổ biến, cũng như các nhóm đối tượng thanh thiếu niên thường tụ tập lạng lách đánh võng đua xe, khiến tai nạn giao thông tăng cao. Trước thực tế đó, ngày 18 tháng 1 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn số 338, triển khai công điện số 1725, ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết và lễ hội xuân năm 2022. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng, để triển khai đồng bộ các giải pháp, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên đường bộ, đường sắt, đường thủy, đồng thời đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục xử lý xe khách hoạt động trá hình, xe dù, bến cóc và kiểm soát hoạt động của xe khách, không để xảy ra tình trạng chở quá số người quy định, chủ động kiểm soát tình hình, không để xảy ra tình trạng tụ tập đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng trên đường. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung xử lý nghiêm các hành vi trên nhằm để mọi người dân phải nắm bắt được việc thực hiện cao điểm trong thời gian trước, trong và sau Tết là thực hiện nghiêm túc và đảm bảo quy định với một phương châm là an toàn và thông suốt. Thời điểm gần Tết đây là bao giờ cũng là cái thời điểm rất là quan trọng. Tại vì nói vậy thôi chứ công việc Tết nhất cuối năm bao giờ ai cũng có cái sự bận rộn và hối hả hơn. Tăng cường trong cái dịp này chính là cái thời điểm mà nó rất là phù hợp và nó cần thiết. Vừa là cái câu chuyện là nhắc nhở nhưng mà cũng là điều chỉnh cái hành vi tham gia giao thông. Cũng theo chỉ đạo của thành phố, thời điểm cận Tết cho đến ngày 14 tháng 2 năm 2022 là đợt cao điểm tổ chức ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Theo đó, Công an thành phố tổng hợp tất cả các lực lượng chức năng, tăng cường các biện pháp, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ trên địa bàn, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, huy động các lực lượng chức năng, mở đợt cao điểm tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, các vi phạm về trật tự an ninh đô thị, kịp thời ngăn chặn tệ nạn cờ bạc, số đề, sử dụng ma túy, trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng. Đặc biệt, công an các địa phương có phương án huy động lực lượng, phân ca kiếp trực sát với tình hình thực tế, nhất là ở những địa bàn trọng điểm. Mục tiêu rất là quan trọng trong đợt này thì giám đốc đề ra là 100% là các đối tượng hình sự là phải được kiểm danh kiểm diện và để quản lý chặt chẽ không để chúng hoạt động. Và 100% địa bàn là phải đảm bảo an ninh trật tự. Hàng đêm là chúng tôi tổ chức nhiều cái tổ tuần tra kết hợp với cái 8394 của công an phường để khép kín địa bàn để mà chúng ta quản lý tốt địa bàn để mà không để các đối tượng hình sự cũng như là các đối tượng khác hoạt động ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Chiều ngày 25 tháng 1 vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Chính trị đến thăm chúc Tết chính quyền nhân dân thành phố Đà Nẵng nhân dịp năm mới Nhâm Dần năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã chủ trì tiếp đoàn. Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chia sẻ những khó khăn của thành phố trong thời gian qua, ghi nhận những nỗ lực vượt khó của chính quyền nhân dân thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và giữ vững tình hình an ninh trật tự, ổn định kinh tế xã hội.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang của thành phố, chúc thành phố tiếp tục đồng tâm đoàn kết tốt hơn nữa để xây dựng và phát triển Đà Nẵng ngày càng đáng sống. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện tốt nghị quyết 13 của Đảng, chú trọng các nhiệm vụ trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Thay mặt chính quyền và nhân dân thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cảm ơn đoàn công tác đã đến thăm chúc mừng năm mới. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng nhấn mạnh, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhiều diễn biến phức tạp do dịch COVID-19, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ nỗ lực vượt qua. Trước mắt là để chuẩn bị tốt nhất một cái Tết an toàn no ấm cho mọi người dân. Đồng thời, sự quan tâm sâu sắc của Bộ Chính trị, Trung ương sẽ là động lực để thành phố phát triển trong năm 2022 và những năm tiếp theo tinh thần nghị quyết 22 của Đảng bộ thành phố. Cũng nhân chuyến công tác tại miền Trung, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và chúc Tết Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng. Đồng chí Phan Đình Trạc đã chúc mừng những thành tích mà Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua và chúc cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, ngành nội chính Đảng phát huy thành tích đạt được, cố gắng đoàn kết, nỗ lực cao hơn nữa để vượt qua mọi thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm mới 2022. Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh thay mặt lãnh đạo ban trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đồng thời cũng mong muốn Ban Nội chính Trung ương tiếp tục có sự quan tâm ủng hộ đối với thành phố trong quá trình giải quyết những vướng mắc khó khăn trong thực hiện các bản án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo dõi chỉ đạo nhằm thúc đẩy phát triển thành phố trong thời gian tới. Thưa quý vị, như vậy là một cái Tết cổ truyền lại về với dân dân, với dân tộc ta. Trong bối cảnh chung vừa đón Tết vừa phòng chống dịch, các ngành các cấp, các địa phương và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố trong những ngày tháng chạp vừa qua đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương và thành phố về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Hy vọng tinh thần này sẽ tiếp tục được phát huy trong những ngày xuân và sau Tết, đến cười cười, nhà nhà có được một mùa xuân trọn vẹn và an bình. Đến đây cũng xin được khép lại chương trình nội chính kỳ này. Những người thực hiện chương trình xin được kính chúc quý vị đón một mùa xuân, sức khỏe và thịnh vượng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.